Những màu sơn sẽ thống trị trong năm 2022, xu hướng màu sắc sơn tường nội thất của 4 hãng sơn hàng đầu thế giới. Video này sẽ tổng hợp lại những xu thế màu sắc năm 2022 của các nhà sản xuất sơn lớn nhất thế giới. Trong các xu thế lựa chọn màu này, chúng ta sẽ thấy tác động của coronavirus đối với xu hướng màu sơn tường trong năm tới. Chúng tôi thấy nhiều sắc thái ấm áp, êm dịu giúp chúng ta có thể thực sự thư giãn và cảm thấy thoải mái tại ngôi nhà thân yêu của mình. Ngoài ra, màu phấn nhẹ nhàng và tông màu xám xanh dịu tạo cơ sở tốt cho việc phối màu đồ trang trí trong nhà. Nhưng cũng có một xu hướng hướng tới các sắc thái nhẹ hơn, được cho là sẽ mang lại cho những bức tường của chúng ta nhiều màu sắc và cảm giác hạnh phúc hơn. Về cơ bản, các xu hướng mới cung cấp một sự kết hợp tuyệt vời giữa các sắc thái nhẹ nhàng với các mảng màu sáng đẹp mắt. Các bạn hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh để luôn nhận được những thông tin mới nhất từ Nhà Đẹp Pro nhé. Màu sắc năm 2022 của Dulux mang tên Brave Ground. Các chuyên gia màu sắc tại Dulux đã chọn Brave Ground làm xu hướng sơn tường cho năm 2022. Đây là màu đất ấm áp tạo cảm giác ổn định và êm đềm. Màu này giúp dễ dàng thay đổi, sáng tạo và có thể dễ dàng kết hợp với các màu khác. Bạn có thể tìm thấy những ý tưởng hay về các cách kết hợp có thể có của Brave Ground trong video này. Dự báo màu sắc năm 2022 của Dulux dựa trên 3 bộ màu Rejet, Nuri và Tristec, gợi lên những hình ảnh đầy mời gọi về sự thư giãn, yên bình và thoải mái. Những xu hướng sơn tường này mang đến cảm giác đổi mới nhưng cũng có nét hoài cổ. Màu xám trung tính tạo ra một cái nhìn mềm mại và hiện đại, quay trở lại với nét thẩm mỹ giản dị và hoài cổ pha trộn giữa sự thoải mái và an toàn. Ngôi nhà từng là một nơi để nghỉ ngơi và thư giãn bây giờ đã trở thành một môi trường sống được tạo thành từ gia đình, công việc và giải trí. Xám và xanh lam thể hiện sự bình tĩnh và tập trung, tông màu xanh xám nhẹ nhàng kết hợp hoàn hảo với nâu đất và đỏ tía, màu xanh ô liu đậm giúp thư giãn các giác quan trong phòng ngủ. Màu sắc cổ điển vui tươi đang trở lại, đề xuất cho nhà bếp hiện đại với nét tinh tế hoài cổ. Xu hướng màu năm 2022 của Benjamin Moore, A.J. Tiêu. Nhà sản xuất sơn Benjamin Moore đã chọn màu xanh lam kết hợp xanh lá cây nhẹ nhàng, êm dịu làm xu hướng màu tường cho năm 2022. Bộ tông màu này kết hợp tính chất bình lặng của màu xanh lam với sự tinh tế của màu xanh lá, trong khi tông màu xám mang lại cho nó một cảm giác hiện đại. Màu này tạo nên sự hấp dẫn, hài hòa và giúp chúng ta dành một chút thời gian để suy nghĩ và lấy lại năng lượng. Đặc tính làm dịu của màu khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho phòng ngủ hoặc phòng làm việc tại nhà. A.J. Tiêu là một trong 12 sắc thái nhẹ nhàng, gần gũi với ánh nắng mặt trời mà Benjamin Moore đã chọn làm màu tường xu hướng năm 2022. 12 sắc thái trong bộ màu tỏa ra sự ấm áp và hạnh phúc. Đây là những màu sắc sẽ làm cho căn hộ của bạn cảm thấy giống như một ngôi nhà hơn. Sơn tường xu hướng 2022 của Sherwin Williams, Đồng U Bừng. Sherwin Williams đã chọn màu đồng phố thị làm màu của năm 2022. Giờ đây, ngôi nhà là nơi lánh mình cuối cùng của thế giới, và màu sắc là một cách đơn giản và hiệu quả để tạo ra một thiên đường cá nhân. Màu đồng phố thị là một màu xám tối, tinh xảo với tông màu ấm. Màu sắc truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta tìm nơi ẩn náu trong bất kỳ căn phòng nào. Màu đồng phố thị tạo cảm giác vững chắc và mang lại cảm giác yên bình và ổn định. Màu sắc ấm áp và thư giãn và cũng đủ trung tính để sử dụng làm lớp nền và kết hợp với các sắc thái khác. Sau một năm đầy biến động, Sherwin Williams còn chọn 4 bộ màu cho Colonic Forest 2022 của mình, tất cả đều hướng đến sự cân bằng và nhịp nhàng. Nếu Sherwin Williams đúng, màu xanh lam đậm, màu xanh lục đục, màu đỏ nhạt, màu hồng sáng và màu trắng ấm sẽ sớm thống trị không gian sống của chúng ta. Bộ màu Sanctuary, màu sắc hoàn toàn phù hợp với các phong cách thời thượng như tối giản ấm áp và sandy sang trọng. Bộ màu Encounter thể hiện phong cách bohemia hiện đại. Bộ màu liên tục, bảng màu này phản ánh cách công nghệ phù hợp với cuộc sống của chúng ta và thể hiện sự kết hợp giữa nhân tạo và tự nhiên. Bộ màu tấm thảm, Bộ màu này tập trung vào sự thể hiện sáng tạo và niềm vui và có đầy đủ các màu sắc rực rỡ như hồng giai vu, vàng thú vị và màu hồng nhạt. Xu hướng màu 2022 từ Bơ. Bộ màu Bơ cho năm 2022 là một lựa chọn có chọn lọc các sắc thái để tạo ra một tâm trạng mong muốn tôn lên phong cách của bạn trong bất kỳ căn phòng nào. Bơ chọn một bảng màu với 21 sắc thái độc đáo được chia thành 6 chủ đề màu, nhưng chúng đều có thể kết hợp với nhau. Thoải mái bình thường, những màu sắc trung tính ấm áp này tạo ra một cảm giác hứng khởi trong hành lang, nhà bếp và không gian sinh hoạt mở. Vùng yên tĩnh, màu xanh lam và xanh lá cây nhẹ nhàng tạo ra một thiên đường thư giãn mang đến sự thoải mái và dễ chịu. Tiêu điểm tinh tế, màu phấn trông dịu hơn và tạo ra bầu không khí tích cực ở mọi nơi. Chúng tạo ra một bầu không khí vừa tinh tế vừa hấp dẫn. Bến cảng yên tĩnh, các sắc thái đậm có tác dụng làm dịu và biến ngôi nhà của bạn thành một ốc đảo yên bình. Quan điểm lạc quan, những mảng màu sặc sỡ nâng cao tâm trạng trong bất kỳ phòng nào và lý tưởng cho nhà bếp, phòng trẻ em và bất cứ nơi nào bạn muốn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bây giờ bạn đã biết những màu sơn tường nào sẽ là mốt trong năm 2022. Bạn đã sẵn sàng cho một lớp sơn mới chưa? Cảm ơn bạn đã xem và hãy nhớ đăng ký kênh Nhà Đẹp Pro để luôn nhận được những thông tin mới nhất nhé!